Bây giờ mời quý vị sẽ tiếp tục chương trình để đến với chuyên mục khách mời hôm nay. Kính thưa quý vị, mùa xuân năm 2023 hòa trong niềm vui đón Tết cổ truyền dân tộc, toàn đảng, toàn quân, toàn dân ta cùng hân hoan nhớ lại một trang ký ức tự hào. Đó là mốc son tròn nửa thế kỷ ngày ký kết Hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam. Đây là cuộc đàm phán dài nhất trong lịch sử đấu tranh ngoại giao của nhân loại và đặc biệt ghi dấu một mốc son chói lọi trong lịch sử nền ngoại giao cách mạng thời đại Hồ Chí Minh. Thành công của Hiệp định Paris mang ý nghĩa lịch sử vô cùng to lớn với sức mạnh trên cả ba mặt trận, chính trị, quân sự, ngoại giao. Và nhân dịp này, chúng tôi mời khán giả cùng tham gia cuộc trò chuyện với đồng chí Vũ Khoan, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ, đại biểu Quốc hội khóa 10. Ta đi trên đường mùa xuân, đường vắng muôn tiếng hát thân thương, trong ánh mắt nụ cười rạng rỡ. Đây cuộc hồi sinh buổi hóa thân, mùa đông thế kỷ chuyển sang xuân. Ôi Việt Nam từ trong biển máu, người vươn lên như một thiên thần. Đây là những vần thơ nóng hổi mà đồng chí Tô Hữu viết ngay trong ngày 28 tháng 1 năm 1973, ngày đầu tiên Hiệp định Paris được đưa vào hiệu lực. Dòng cảm xúc tươi rói trào tuôn từ ngón bút đã nói thay niềm tự hào, hạnh phúc, xúc động hân hoan của toàn dân tộc khi Hiệp định Paris được ký kết thành công sau chặng đường 4 năm 9 tháng đàm phán kiên trì. Hiệp định Paris là văn bản pháp lý quốc tế đầu tiên, toàn diện nhất, đầy đủ nhất, ghi nhận các quyền cơ bản của nhân dân Việt Nam, là sự công nhận chính thức của quốc tế đối với nền độc lập, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của đất nước Việt Nam. Dạ, xin trân trọng cảm ơn nguyên Phó Thủ tướng Vũ Khoan đã trò chuyện cùng với chương trình ạ. Dạ thưa ông, là người tháp tùng Bộ trưởng Ngoại giao Nguyễn Duy Trinh sang ký Hiệp định Paris và sau đó tham dự hội nghị quốc tế về Việt Nam, nơi mà các nước ký định ước xác nhận Hiệp định Paris. Xin ông phân tích rõ hơn về quan điểm chỉ đạo của Đảng xuyên suốt chặng đường đàm phán, đó là nêu cao tinh thần độc lập, tự chủ và đoàn kết quốc tế trong cả đường lối kháng chiến và đàm phán ạ. Đấy là những cái tư tưởng lớn của Đảng chúng ta và của Bác Hồ đã được đề ra trước khi bước vào đàm phán. Cái yêu cầu là phải giữ tính độc lập trong cái việc quyết định cái quyết sách và cái bước đi trong cái đàm phán. Như Bác Hồ thường nói là tức là phải trông vào thực lực. Thực lực như là Bác so sánh nó là như cái chiêng. Mà cái chiêng có to thì tiếng mới lớn, mà ngoại giao là cái tiếng thôi. Có thể nói rằng thì là cái quá trình đàm phán, quá trình đấu tranh trên chiến trường đó là nó song song đi với nhau. Cái bước một đó là chúng ta ra cái điều kiện là Mỹ phải chấm dứt hoàn toàn triệt để cái chuyện ném bom bắn phá miền Bắc. Và chính cái tuyên bố mang tính vừa là chiến lược vừa là sách lược đó đã mở ra cái cuộc đàm phán bắt đầu là hai bên, tức là giữa Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa với lại chính quyền Hoa Kỳ, để mà dàn xếp những cái nội dung và cái phương thức đàm phán. Sau đó thì với năm 68 sau cái Tết Mậu Thân đó thì với đàm phán bốn bên với cái sự tham gia của đoàn đại biểu Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam, sau là Chính phủ Cách mạng Lâm thời miền Nam Việt Nam do bà Nguyễn Thị Bình dẫn đầu đó. Thì như thế là chúng ta giữ hai cái nguyên tắc là đàm phán là phải không dưới họng súng, và cái thứ hai là đàm phán là phải có đại diện chân chính của miền Nam Việt Nam. Thì như Hội nghị Trung ương lần thứ 13 cũng đã nhấn mạnh là phải coi cái mặt trận đấu tranh chính trị và quân sự là cái nhân tố chủ yếu quyết định trên chiến trường, còn đồng thời cũng mở ra cái mặt trận ngoại giao cũng có cái vai trò rất là quan trọng trong cái cuộc đấu tranh đó. Thì chúng ta có thể thấy cái nguyên tắc đó được vận dụng rất là nhuần nhuyễn. Thứ nhất là trong cái thời gian đầu mà Mỹ ném bom bắn phá, chúng ta đã hạ được hơn 3.000 máy bay, thì họ mới chịu chấp nhận ngồi vào đàm phán với chúng ta và chịu phải buộc phải chấm dứt ném bom. Cái mốc thứ hai đó, nó chứng tỏ cái nguyên lý này đó, tức là họ chỉ chịu chấp nhận ngồi đàm phán bốn bên sau khi mà họ đã thất bại rất là nặng trong cái cuộc tổng tấn công nổi dậy của đồng bào miền Nam Việt Nam. Và cái mốc thứ ba đó là họ chỉ chịu ký cái văn bản hiệp định mà như hiện nay chúng ta có đó, chứ không phải là cái văn bản họ muốn sửa đổi sau khi họ đã thất bại rất là nặng nề trong cái cuộc Điện Biên Phủ trên không bắn phá Hà Nội, Hải Phòng và một số thành phố khác. Như thế ngay ba cái mốc đó đã nói lên cái mối quan hệ chặt chẽ giữa cái đấu tranh trên chiến trường và cái đấu tranh trên bàn hội nghị.
Phó Thủ tướng Vũ Khoan từng là Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Bộ Thương mại, là người có vai trò nổi bật trong nhiều cuộc thương thuyết, đàm phán trên trường quốc tế. Từ lăng kính đó, ông chia sẻ như thế nào về lời căn dặn của Bác Hồ rằng nguyên tắc của ta phải vững chắc, nhưng sách lược của ta cần linh hoạt ạ? Ở hội nghị Paris chúng ta có thể thấy tôi lấy ra hai cái ví dụ thôi để chứng minh cái triết lý đó. Nguyên tắc là vững chắc thì bác khai cái nguyên tắc chúng ta kiên trì chính trị là Mỹ là phải rút khỏi Việt Nam và đồng thời phải công nhận độc lập chủ quyền thống nhất của Việt Nam. Và cái thứ hai là Mỹ phải nói chuyện bốn bên chứ không phải là hai bên. Đấy là nguyên tắc. Nhưng mà còn cái linh hoạt ở chỗ nào thì ở đây có hai cái linh hoạt mà tôi muốn nhấn mạnh thôi chứ nó nhiều thứ linh hoạt lắm. Một là chúng ta chưa đặt ra trong đàm phán Paris, chúng ta chưa đặt ra xóa bỏ cái chính quyền Sài Gòn. Và chúng ta chỉ đặt ra cái yêu cầu là xóa bỏ cái chính quyền Thiệu Mỹ Kỳ. Nhưng mà đến cái khi cuối cùng trước khi ký thì chúng ta cũng tạm thời chưa đặt ra cái vấn đề là xóa bỏ chính quyền Thiệu. Đấy là một cái sách lược, cái bước sách lược rất là quan trọng. Sách lược mang tính chiến lược. Và cái thứ hai là một cái mà độc nhất vô nhị trong cái lịch sử ngoại giao thế giới đó là chúng ta có hai đoàn. Đoàn Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, đoàn miền Bắc và đoàn Cộng Hòa miền Nam Việt Nam. Thì trước khi đoàn lên đường thì Bác Hồ có đến Bộ Ngoại giao, có gặp đại diện ngoại giao của hai miền. Và bác dặn cái nguyên tắc là phải hai nhưng mà là một. Nhưng mà một mà lại là hai. Hai đoàn đấy nhưng mà dưới sự lãnh đạo thống nhất của Đảng. Chúng ta rời Paris là trong một cái sự hoan nghênh tưng bừng của nhân dân Pháp, rồi bà con Việt Kiều, rồi bạn bè quốc tế. Tôi đã 50 năm rồi, nhưng tôi vẫn còn nhớ rất là rõ cái hình ảnh tưng bừng như thế nào ở trong trung tâm cái hội nghị, trung tâm hội nghị quốc tế Kleber. Thế rồi là đến Mạc Tư Khoa thì lãnh đạo cao nhất của Liên Xô lúc bây giờ đó đã tổ chức một cái cuộc đón tiếp tôi cũng chưa từng thấy. Và đến Bắc Kinh cũng đã lãnh đạo Trung Quốc cũng đón tiếp chưa từng thấy. Nhưng đặc biệt về đến Hà Nội thì đúng cái lúc cái xuân Quý Sửu nó sắp tới thì thấy cái sân bay Gia Lâm tưng bừng và những cái cháu thiếu nhi rồi các chị phụ nữ mặc quần áo dài ra đón hoa ấy. Thủ tướng Phạm Văn Đồng giao trực tiếp ra sân bay cùng với các đồng chí lãnh đạo khác đón. Thì không khí Tết của Hà Nội lúc bây giờ là nó sau bao nhiêu năm ném bom bắn phá như vậy thì nó có một cái tưng bừng không tả được. Có lẽ là chỉ có hai sự kiện mà tôi được chứng kiến mà nó tưng bừng đấy là sau Paris và sau 75. Dân tộc chúng ta thì trải qua gian khổ thì rất nhiều, nhưng mà có lẽ cũng không có dân tộc nào mà được hưởng những cái giờ phút chiến thắng nó huy hoàng như vậy. Cái không khí khi chiến thắng năm 4 trở về Hà Nội tiếp quản thủ đô, rồi chiến thắng là 12 ngày đêm trong cái trận Điện Biên Phủ trên không, rồi cái vui mừng trước cái Hiệp nghị Paris năm 1973, rồi đến cái chiến thắng toàn thắng là mùa xuân năm 1975. Đấy là những ngày hội dân tộc mà có lẽ là mãi mãi sẽ còn lại trong cái lịch sử của dân tộc chúng ta. Dạ, xin trân trọng cảm ơn nguyên Phó Thủ tướng Vũ Khoan đã trò chuyện cùng với chương trình ạ. Trong ngày vui hôm nay ghi công ơn Bác Hồ kính yêu. Thắng lợi tại hội nghị Paris khẳng định sự lãnh đạo sáng suốt của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Trung ương Đảng trong từng giai đoạn đấu tranh chống đế quốc Mỹ xâm lược, cũng là quả ngọt được vun trồng từ khát vọng hòa bình cháy bỏng của dân tộc Việt Nam, đồng thời là niềm cổ vũ lớn lao để các dân tộc bị áp bức trên toàn thế giới vững tin vào sự nghiệp đấu tranh chính nghĩa vì độc lập dân tộc, dân chủ, hòa bình. Việt Nam ơi, máu và hoa ấy có đủ mai sau thắm những ngày. Nguyện vọng thống nhất của toàn thể dân tộc chúng tôi là một nguyện vọng không có gì mà thay đổi được. Nên khi mà tôi ký tắt vào cái bản hiệp định thì tôi đó hết sức là vui mừng và tự hào. Kết quả đó là do bao nhiêu xương máu của các chiến sĩ, của các đồng chí chúng tôi và nhân dân chúng tôi đã chiến đấu rất là dũng cảm và đầy hy sinh. Đó là đánh dấu một cái thắng lợi lịch sử trong cái lịch sử chống ngoại xâm của nhân dân chúng tôi hàng bao nhiêu thế kỷ nay. Trên cơ sở đó đó thì mới đảm bảo được cái nền độc lập, dân chủ và tiến tới hòa bình thống nhất đất nước. Ta lại về ta những đứa con, máu hòa trong máu đỏ như son,
Sài Gòn ơi, Huế ơi, xin đợi, tái hợp huy hoàng cả nước non.